Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu làm sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng đi nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé các bạn. Nói ra ngần ngại xanh bước trên đường Vâng. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu làm sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng đi nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn. Thank you.
Tôi một xong nhé các bạn. Xin chào tất cả các bạn đang